Neymar sẽ bước sang tuổi 29 sau vài tuần nữa. Anh có thể ở đỉnh cao khi bước vào giai đoạn 2 năm quan trọng của sự nghiệp, bắt đầu bằng việc rũ bỏ chấn thương mới nhất và kết thúc với World Cup 2022 cùng danh hiệu vô địch thế giới, danh hiệu mà đất nước Brazil rất hy vọng. Nói ngắn gọn, 2 năm này sẽ có ý nghĩa trong việc xác lập vị trí của anh trong ngôi đền thiêng của bóng đá. Mặc dù vô địch World Cup và Champions League không phải là mục tiêu duy nhất. Chẳng gì thì kỷ nguyên của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo sắp kết thúc. Ngôi vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đang bỏ ngỏ và Robert Lewandowski có thể trở thành ứng cử viên lâu dài ở tuổi 32. Cơ hội sẽ dành cho Neymar, trừ việc anh không chứng tỏ được tiềm năng và giành lấy vinh dự cho chính mình. Một số người chắc chắn sẽ coi đây là một sự phóng đại, một cái bẫy ngu ngốc khi đặt quá nhiều sự chú ý vào một giải thưởng cá nhân trong một môn thể thao đồng đội. Thế nhưng, Neymar là người Brazil và do đó, anh lớn lên với khái niệm giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất như một thứ gì đó thuộc về quốc gia. Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká. Có vẻ như cầu thủ xuất sắc người Brazil cũng sẽ được coi là xuất sắc nhất thế giới. Dĩ nhiên, có thể đó là trường hợp mà nhiệm vụ giành lấy giải thưởng này đang phải tác dụng, rằng có những thời điểm nó sẽ tạo thêm nhiều áp lực để anh phải tỏa sáng. Chẳng hạn như trường hợp của trận chung kết Champions League năm ngoái, trận đấu lớn nhất mà Neymar từng chơi. Điều đáng chú ý là ngay từ khi Bayern Munich ghi được bàn thắng, thế trận của Neymar đã sụp đổ. Anh đã không thể giúp Paris Saint-Germain thoát khỏi lỗ hổng 1-0 và không thể làm những điều đơn giản như giữ trái bóng khỏi trôi đi. Anh trông giống như một người chịu quá nhiều áp lực và những sự kiện trong vài ngày qua có thể đã đẩy áp lực lên một bậc khác. Người ta nói rằng anh đã nắm bắt được một sự thật khó khăn, nhưng không thể phủ nhận sự nghiệp của anh là hữu hạn và đã đến lúc phải tạo ra sự khác biệt. Anh cũng được ca ngợi nhiều vì vai trò dẫn dắt PSG và Istanbul Başakşehir rời sân trong trận đấu ở vòng bảng Champions League vào tháng 12 sau những cáo buộc phân biệt chủng tộc. Như Fernando Calas, một nhà báo Brazil sinh sống tại Tây Ban Nha, đã nói ở một bài đăng trên mạng xã hội gần đây: "Tuần này, tôi đã ca ngợi hết lời sự trưởng thành của Neymar. Vị trí của anh chống lại nạn phân biệt chủng tộc và hình ảnh của anh ở châu Âu đang được cải thiện như thế nào?" Calas đã hoàn thành bài đăng với một biểu tượng cảm xúc về bàn tay vỗ vào đầu, như một sự thú nhận trực quan rằng ông đã nói quá sớm về tiền đạo ngôi sao của PSG. Lý do các buổi tiệc tùng gây tranh cãi được cho do Neymar tổ chức trong khoảng thời gian 5 ngày từ Giáng sinh đến năm mới. Các phương tiện truyền thông Brazil đưa tin rằng anh đã tổ chức một buổi tiệc cho 500 người, mặc dù có thông tin khẳng định số người tham dự chỉ là 150 người tại cơ ngơi của anh ở Mangaratiba trên bờ biển Rio de Janeiro giữa lúc đại dịch Covid-19 đặc biệt nghiêm trọng ở Brazil. Sau thời gian, số người chết hàng ngày ở Brazil một lần nữa lên mốc 1.000 và con số chung sẽ sớm vượt ngưỡng 200.000. Rõ ràng, đây không phải là thời điểm tổ chức một buổi tiệc lớn, bởi ngay cả những lễ đón giao thừa truyền thống cũng bị hủy bỏ trên khắp đất nước vì những lo ngại về sự an toàn nơi công cộng. Nhà báo Mauricio Noriega của Sport TV viết: "Không quan trọng là có 500 người hay 150 người trong buổi tiệc. Điều đáng nói hơn là thái độ của một người đang cố xem là Michael Jackson bóng đá, bị mắc kẹt trong Neverland, cô lập với thế giới bên ngoài và sống như một ngôi sao thanh thiếu niên." Có thể có nhiều sự cay đắng trong lời nói của Noriega, vì ông là một người khác gần đây đã ca ngợi Neymar. "Tôi hóa ra chỉ là một kẻ còn non nớt vài ngày trước", ông viết. "Khi tôi viết rằng anh ấy tự giải phóng mình như một vận động viên và một người khi anh ấy tham gia vào cuộc phản đối sau trận đấu tại Champions League đó." Trong khi đấy, cựu tiền vệ Zé Elias, người đã có nhiều năm thi đấu ở châu Âu, cũng có phát biểu tương tự trên kênh truyền hình ESPN của Brazil. "Neymar là sản phẩm của một môi trường đã được tạo ra cho cậu ấy ngay từ đầu. Một tâm lý, cậu bé này là một ngôi sao, hãy để cậu ấy làm những gì cậu ấy muốn. Cậu ấy lớn lên như vậy, cậu ấy đã quen với điều đó và không ai ngăn cản cậu ấy." Phản ánh về những hậu quả nội bộ, Zé Elias nói rằng đây là một lý do giải thích tại sao Brazil sẽ không bao giờ được coi là một đất nước nghiêm túc và đã có những lời chỉ trích từ bình luận viên truyền hình kỳ cựu Gavao Bueno, trong khi cựu ngôi sao nổi tiếng Walter Casagrande nhận xét rằng Neymar tiếp tục nhỏ bé trong những điều thật sự quan trọng. Rõ ràng, nếu Neymar muốn trưởng thành trên đôi chân của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, anh giờ phải làm điều đó với gánh nặng lớn hơn. Bây giờ sẽ có nhiều áp lực hơn. Những người muốn bảo vệ anh thì thấy rất khó làm được điều đó, trong khi những người tìm cách tấn công lại có thêm động cơ.
Quan trọng là hy vọng số người chết do virus corona không liên quan tới bất kỳ điều gì đã xảy ra ở Manga Ratiba.